thưa giáo sư, về các điệu múa đó, điệu múa dân gian cũng như là điệu múa hiện đại, thì theo giáo sư là có những điệu múa nào mà nó là tiêu biểu, những cái đậm nét về quê hương, để đậm nét dân tộc? Dân tộc Việt Nam kể ra là ít múa, hát nhiều hơn múa. Mà hát nhiều hơn múa là do nơi Khổng Giáo làm ra, nam nữ thọ thọ bất thân, con trai con gái không được nắm tay nhau làm sao múa. Là do đó rồi cái đi đi đâu đi vào thì nam tả nữ hữu, con trai đi riêng, con gái đi riêng, không có gặp nhau, bất đồng tịch, bất đồng sàng, không được ngồi trên chiếu, không được ngồi trên giường, làm sao mà nắm tay nhau mà múa. Do đó hát đối ca nam nữ thì nhiều lắm, mà hát đối ca cũng đứng xa xa chứ không dám đứng gần. Thì cái đó là có lẽ là Khổng Giáo nó còn còn có một ảnh hưởng phần nào, nhưng mà trong dân gian thì là có những nhiều điệu múa lắm. Chẳng hạn như là khi mà không được mùa thì có những cái điệu múa, mà cái điệu múa cây tre và cái mo cao, mà cây tre là tượng trưng cho dương vật, mà mo cao là tượng trưng cho âm vật. Khi hai bên múa rồi thì cái tre nó phải đâm thủng cái mo cao thì mới được mùa, mà cái đó là một trong những điệu múa đã thất truyền. Ngoài ra nó có những điệu múa kia mà múa để đặng mà luyện tập cơ thể, tức là đánh võ. Thì khi mình ta chúng ta đánh Ngọc Trảng Ngân Đài, tả hữu tấn khai đánh là này kia, thì cái điệu đó là một điệu múa, nhưng mà điệu múa để đặng mà tập luyện cơ thể. Nó có những điệu múa chơi như là còn cờ người, cờ người mà khi mà xa nhị tấn tam một cái thì xe chạy rằng tới đứng chỗ đó, rồi hai bên đánh với nhau, là mà khi mà con xe ăn con pháo hay gì đó thì cờ người cũng là cái điệu múa. Rồi ngoài ra nó cũng có những điệu múa khác mà còn thất truyền, như trong cuốn Thanh Hóa Tỉnh Tục Lệ Chi Dị mà ông Henri Maspero đem về Bệnh Pháp, nói tại tỉnh Thanh Hóa ngày xưa khi mà không có mưa thì múa là cầu mưa, một cô con gái chít khăn đỏ, mặc áo đỏ, váy đỏ, cầm cái sanh đứng mà múa quay vòng tròn, thì hai bên tám cô, mỗi một cô mặc áo trắng, váy thì màu hồng, màu lam và màu vàng, xoay một cái thì ba mà mấy màu nó đi lên hết. Thì khi cô chính giữa xoay thì mấy cửa xoay, bước tới thì bước tới, cô chính giữa mặc áo đỏ hết là mặt trời, hai bên là mây ngũ sắc, có mặt trời có mây ngũ sắc làm sao có mưa, cho nên hai bên đông tây thanh niên chít khăn đen, mặc áo đen là mây đen, vỗ trống cơm rầm 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 là tiếng sấm, chạy xung quanh ra, đứng thành chữ nhất, đứng thành chữ nhân, đứng thành chữ á, đứng thành chữ điền, rồi bao quay tất cả mấy cô này ngồi xuống thì tất cả mây đen bao phủ lên, nhờ vậy mới có mưa. Mưa xong rồi hết mưa trời lại sáng, mây nó tản ra, mấy cô đứng dậy hát ca. Cái điệu múa đẹp vô cùng mà mất truyền thất truyền. Tôi thì nghiên cứu âm nhạc, thấy cái đó báo lại cho các anh mà biên đạo về về múa, nhưng mà tôi chưa thấy người nào dám dựng cái đó trở lại. Đó cũng là một điều tiếc, có thể dựng trở lại. Nhạc mình không biết, mình làm theo điệu nhạc khác, nhưng mà nhạc cho dân tộc thì cái điệu múa đó sẽ là điệu múa của Việt Nam. Nước Việt Nam là nước nông nghiệp, cần mưa lắm, cho nên không phải mình cầu mưa mà mình ước ao làm sao được mưa. Thì ước ao được mưa là con cái làm sao cho mây đen mà nó bao phủ được cái mặt trời và mây ngũ sắc đó, thì cái đó là cái ý đẹp vô cùng. Nhưng mà hết mưa thì trời lại sáng. Thì là chẳng hạn như điều đó, tôi nghĩ là những điều đó là những điều có thể tiêu biểu cho cái múa Việt Nam. Chứ còn người Việt Nam không có những cái múa như người Lào, không có cái múa như người Khmer, không có cái múa như người Ấn Độ. Nhưng mà múa của Ấn Độ nó là tượng trưng cho mỗi một ngón tay đưa ra, nó có một cái chuyện từ cái bông sen nó nở như thế này, từ con rắn nó đi như thế này, từ đưa cái tay ra thế này là ông thần Krishna, bắn cung như thế này là thần Shiva. Mỗi một cái chuyện nó có cái hệ thống, thì cái đó dạy truyền sang qua những cái nước Khmer, nhà nước Lào, đồng thời Thái Lan. Thì những nước đó là những nước chịu ảnh hưởng múa của Ấn Độ, cho nên nó có cả những cái trường ca, những cái sử thi là Ramayana hay là Mahabharata. Chứ còn chúng ta Việt Nam không có, Trường Sơn nó ngăn lại. Chúng ta có những điệu múa giống như Trung Quốc, trong triều đình thì có múa văn múa võ để trong Tế Nam Giao, nó có múa tư linh, có múa tư linh là Long Lân Quy Phụng. Nhưng Long Lân Quy Phụng chúng ta đặc biệt vô cùng là cái múa lân, là con lân Việt Nam, không phải là con lân mà chúng ta thấy ở Hồng Kông, Singapore, tức là diệu võ vương quay, đạp pháo, nhảy phóc lên, táp tiền, bước xuống, rồi vuốt râu rồi nó kia rồi cười. Con này không có. Con lân Việt Nam là thể hiện được cái tình vợ chồng đầm thắm, tình mẫu tử nồng nàn. Một cặp lân đi ra, một con lân đực, một lân cái, múa chung với nhau. Khi con lân cái đau bụng nằm xuống rồi thì con lân đực chạy xung quanh lo lắng mà không biết làm sao, giống như mấy người đàn ông mà trên vợ đi nhà sanh thì chạy xung quanh ngồi hút thuốc không chứ không biết làm gì hết. Thì con lân này cũng vậy, chạy đồng hồ. Khi mà con lân mẫu xuất lân nhi, tức là sanh ra con lân con, thì con lân đó nó nằm, nó không múa được, nó lúc lắc mà theo cái điệu nhịp mã vũ.
thì người cha đứng lại cũng lúc rắc cho con, cũng như dạy con múa. Người mẹ liếm đứa con, khi đứa con nó múa được rồi, nó dậm chân, nó nhảy lên vai người cha, nhảy lên lưng người cha. Vợ chồng con cái đi ra múa vui vẻ, thì cái múa lân Việt Nam đó, nó thể hiện được tình vợ chồng, nó thể hiện được tình mẫu tử. Thì cái điệu múa lân đó nó vô cùng độc đáo, không có cái lân nào trên thế giới tôi thấy vậy. Thì cái lân đó là độc đáo của người Việt Nam, khi lân mẫu xuất lân nhi lại Việt Nam. Chứ còn mấy nước khác thì có, nó có đi chơi, nó có nhảy múa, nó chơi trái cầu, nó nhảy đi trên trái banh, nó đi này kia thì có. Nhưng mà sanh trên sân khấu là không có. Thì đó là một cái một những điệu khác múa cung đình mà nó đặc biệt Việt Nam. Hay là múa hoa đăng. Múa hoa đăng cũng là đặc biệt Việt Nam, mà nó vừa chồng chất lên mà có cầm, vừa cầm cái đèn cầm múa. Múa trong tối cũng đẹp, múa ngoài sáng cũng đẹp. Mà từ cái bộ điệu đi, nó cả hết thảy là 22 phút mà có 6 bài múa. Thì thường thường bây giờ nó có từ không phải là 24, 32 người cho tới nhiều người khác, nhưng mà tối thiểu bây giờ cũng là 10 người múa cái điệu đó. Ở ngoài Huế tôi đã thấy là cái đội nghệ thuật truyền thống đã lập ra một cái điệu múa 10 người cũng còn giữ được phong cách, mà cũng dựng lên trên cao, cũng làm cho người ta thấy nó không phải là hát xiệc không, mà nó có một cái màu sắc đẹp, nó có một cái hình dáng đẹp trong cái đèn lung linh. Mà cái đèn phải là cái đèn cày, cái đèn sáp mới là lung, mới đẹp, nó lung linh. Chứ đưa vào cái đèn điện vào là nó bất hay nữa, nó đã cố định lại thì từ cái động nó biến thành cái tịnh. Và luôn luôn cái động luôn luôn là hơn cái tịnh. Cái động là sự sống, cái tịnh là chết. Cho nên nếu chúng ta để cái đèn lung linh như thế, nó lỡ có tắt không sao, nhưng mà đều nó khi nó còn cháy sáng thì nó có những cái đẹp. Thì cái điệu múa đó mấy nước khác chúng tôi cũng không thấy. Thì cái điệu múa hoa đăng là cái hay. Còn ngoài ra Trương Vương xuất trận thì cái đó nó cũng đặc biệt Việt Nam. Phiến vũ múa quạt thì nhiều nước cũng có. Thì cái điệu múa mà tôi nói đi trong dân gian, mà điệu múa cầu mưa là đặc biệt, cung đình điệu múa hoa đăng, lân mẫu xuất lân nhi là đặc biệt. Thì những điệu múa đó tôi cho là độc đáo dân tộc Việt Nam. Dạ thưa giáo sư có đồng ý là ta nên có một cái chiến lược định hình và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, và trong đó là về âm nhạc. Thế thì theo giáo sư thì chúng ta nên làm gì? Để làm gì để cái chiến lược đó định hình và phát huy nữa? Dạ cái chuyện đó là không phải là chúng ta đang nghĩ, mà có nhiều nước khác cũng đang nghĩ. Cho nên cái vấn đề mà bản sắc dân tộc được đem ra làm một đề tài cho nhiều cuộc hội thảo ở bên châu Phi. Ở bên Pháp cũng có cái cuộc hội thảo về bản sắc dân tộc. Thì cái bản sắc dân tộc đó nếu mà chúng ta định hình được thì chúng ta biết chúng ta là ai, và chúng ta có cái gì độc đáo của chúng ta khác với người khác như thế nào. Không phải nghĩ như vậy để đặng mà mình độc bế môn tỏa cẳng, mình không có gặp người khác, không phải như vậy đâu. Mà cái văn hóa cũng không phải là để ở trong một cái tháp ngà mà giữ vững nó được. Cái văn hóa mà khi nó giữ vững rồi thì mở rộng cửa ra. Nếu nó có một cái sức mạnh vững chắc thì bao nhiêu cái chuyện khác nó đi vào, có thể nó làm cho đẹp thêm, là làm cho phong phú thêm, mà nó không tiêu diệt, nó không làm cho tiêu tan được. Thì khi cho đó chúng ta nên có một cái bản sắc dân tộc, làm cho cái bản sắc dân tộc nó vững chắc rồi thì khi cửa mở ra, không bao giờ chúng ta sợ cái bản sắc dân tộc đó bị những dân tộc khác làm mất đi. Chỉ có khi chúng ta yếu lắm, dân tộc khác mạnh lắm, ồ ạt tràn vào, thì chừng đó không có đủ sức đề kháng, không có cái gì mà tương đương để lại, làm cho người trong nước cảm giác thấy bị thua sút người ngoài, gây ra một cái tự ti mặc cảm. Mà tự ti mặc cảm là một cái bệnh chung của đất nước các nước Á Phi, luôn luôn là cứ sợ người phương Tây kỹ thuật cao, vũ lực mạnh, mà lầm tưởng rằng khi một dân tộc có một kỹ thuật cao, có một vũ lực mạnh là có một văn hóa cao. Chưa chắc. Văn hóa nước nhỏ cũng có thể có một văn hóa cao. Một 25 năm đào tạo một thế hệ kỹ sư mà phải cả trăm cả ngàn năm mới có một nền văn hóa. Thì những cái nền văn hóa đó từ cha ông ra, cha truyền con nối, chịu thử thách của thời gian đến chúng ta là một cái điều quý vô cùng. Cái đó nói lên được chúng ta là ai. Sở dĩ chúng ta ngày hôm nay còn được mạnh đến thế giới là chúng ta còn giữ được cái ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta giữ được cái bản sắc dân tộc của chúng ta. Nếu đã bị đồng hóa mà mất ngôn ngữ rồi, không còn là dân tộc Việt Nam. Không còn cái hồn của người dân tộc Việt Nam. Không còn được cái bản sắc của dân tộc Việt Nam. Thì chừng đó chúng ta sẽ là một cái chi nhánh của một dân tộc nào khác. Thì điều đó là cái điều
chúng ta không có thể nào chấp nhận được là bởi vì cha ông chúng ta đã có một cái tinh thần bất khuất từ ngày xưa, không bao giờ chịu đè nén để mà khuất phục ai bao giờ, thì chúng ta ngày nay phải tiếp nối theo cái tinh thần đó để mà giữ vững cái bản sắc. Mà nếu định hình như vậy, được như vậy, mình biết mình là ai rồi, mình làm cho nó phong phú, cho nó vững chắc rồi, chừng đó mở rộng ra, giống như chúng ta nói tiếng Việt một cách rất rành, thì học tiếng Pháp, học tiếng Anh, học tiếng Nga, học tiếng Trung Quốc, học tiếng gì cũng được hết. Chúng ta có thêm mà không bao giờ mất cái bản sắc. Chứ còn chưa biết nói tiếng Việt Nam cho rành, nhỏ bắt đầu cho học tiếng Tây, tiếng Anh để mà thay thế tiếng Việt Nam là nguy hiểm vô cùng. Thì điều đó chúng tôi mong rằng không bao giờ tự ti mặc cảm để cho một cái bản sắc dân tộc khác thay thế bản sắc dân tộc Việt Nam. Thì cái chuyện định hình đó là quan trọng. Mà muốn định hình như vậy, tức là chúng ta phải hiểu thấu của chúng ta là ai, có cái gì hay. Thì khi đó là cần dùng cho những người nghệ nhân nói rõ cho chúng ta, cần dùng cho những người nghiên cứu nhận thấy cái đó để mà đúc kết lại thành ra những phương pháp, thành ra những định lý, để là chúng ta có khi mà nói tới Việt Nam mình, chúng ta biết tại làm sao mà nó ra Việt Nam, làm cách nào để thể hiện được người Việt Nam. Mà thể hiện được người Việt Nam ra không phải để mình tự tôn mà nghĩ mình hơn người ta hết, không phải để là mình tự mãn là mình đóng cửa hết, mình không cần ai, không thể để mình tự phụ, mình coi thường mọi người khác, nhưng mà để mình có được một cái tự hào dân tộc và một cái tự tin vào cái sức tiềm tàng của dân tộc. Thì chừng đó tất cả cái chuyện gì bên ngoài chúng ta cũng không sợ, là bởi vì bên trong chúng ta đã được trang bị một cách vững chắc, nắm được cái tinh thần dân tộc Việt Nam rồi. Thì khi biết nó được có những cái hay chỗ nào, giá trị nghệ thuật chỗ nào, giá trị khoa học chỗ nào, thì khi nói với người chúng ta không hổ mặt. Cho nên do đó mà chúng tôi từ mấy chục năm nay luôn luôn là cứ tìm để mà thấy được mà nói ra được. Mà nói ra được, chúng tôi có cái kinh nghiệm cho tới ngày hôm nay, 43 nước mời tôi nói chuyện nhạc Việt Nam, mà nước nào khi nói chuyện rồi cũng có một cái kính nể dân tộc Việt Nam. Và cái phần thưởng lớn nhất của tôi là cái sự kính nể, mà không phải kính như viễn chi, kính nể mà thương yêu dân tộc Việt Nam, ngang qua lời ca tiếng nhạc. Có khi thấy gần gũi, có khi thấy xa xôi mà gần gũi, xa xôi trong hình thức mà gần gũi trong tâm hồn, cũng thể hiện được cái vui, cái buồn, mà thể hiện một cách khác. Chứ nếu thể hiện cùng một cách hết, thì cuộc đời nó sẽ buồn thảm vô cùng, giống như trong một cái vườn hoa âm nhạc thế giới, mà chỉ trồng có một loại hoa thì khổ quá. Cái hoa hồng bên phương Tây nó đậm màu sắc, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà chúng ta cũng có hoa sen, rồi chúng ta cũng có hoa mai, chúng ta có hoa đào. Thì hoa đào Việt Nam nó cũng khác hoa đào Nhật Bản, hoa mai Việt Nam nó cũng có nhiều cái đẹp của nó. Thì tất cả mấy cái đó, kể cả những cái vùng mà cây cỏ xanh tươi bên ngoài nó không có hoa có sắc, nhưng mà nó tất cả làm cho một cái vườn hoa thế giới nó muôn màu nghìn sắc, nó có hương, nó có sắc, nó có những cái vẻ đẹp chung với nhau. Mà chừng đó thì khi mà chúng ta có cái cá tính chúng ta, thì gặp gỡ chúng ta mới đóng góp được gì vào cho xã, cho cái văn hóa của thế giới. Chứ nếu chúng ta bây giờ chỉ chuyên môn đờn nhạc giao hưởng không, thì cả nước đờn nhạc giao hưởng, ai đi gặp nhau cũng giao hưởng hết rồi, thì có một loại thì có còn gì nữa mà trao đổi văn hóa. Chúng ta có những cái chuyện cá tính của chúng ta, nhưng mà không phải nói vậy chúng ta không nên học giao hưởng. Học giao hưởng để biết cái phong cách của người ta, để thưởng thức được cái chuyện người ta, để người ta đi tới như mình thưởng thức được. Đó là mình mở rộng cái tầm hiểu biết của mình. Nhưng mà đó là một bộ môn, chứ đừng có kể cho đó là bộ môn duy nhất mà thay thế tất cả của chúng ta. Thì điều đó nếu mà được như vậy thì cũng có những dàn nhạc đờn theo nhạc Việt Nam, có những dàn nhạc không phải đờn Việt Nam mà của người Kinh không, mà cả của các dân tộc. 54 dân tộc ít người nó có những cái cách hát khác, nó có những thang âm điệu thức khác, nó có những điệu vũ khác, nó có những lời ca tiếng nhạc khác. Thì tất cả mấy cái đó là những bông hoa, nó làm cho vườn hoa của âm nhạc Việt Nam phong phú vô cùng. Thì điều đó bây giờ UNESCO đang để ý tới. Cho nên cái chúng tôi vừa có tham dự một cuộc hội nghị, tức là bảo vệ và phát huy cái di sản văn hóa phi vật chất, tức là văn hóa tinh thần của dân tộc ít người, dân tộc thiểu số tại đất nước Việt Nam. Đồng thời có cả một cái chương trình để bảo vệ cái vùng quế, là bởi vì nó có nhiều cái sắc thái đặc biệt mà chỉ có ở vùng đó có, mà cả đất nước Việt Nam chưa có. Cho nên do đó mà có hai cái chương trình cấp bách làm như thế. Nhưng mà rồi sẽ đi tới những chương trình khác nữa, thì cái đó là chúng tôi mong mỏi. Nhưng mà cũng không phải là dễ mà đi tới đó. Cách đây 12 năm
khi mà UNESCO đưa ra cái một cái phong trào, đưa ra một cái lời kêu gọi để mà trùng tu cung điện Huế, bao nhiêu người ủng hộ trên thế giới, thì chúng tôi nói với ông Vô Liền, chúng tôi rất cảm ơn UNESCO đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà dựng lại cung đình, tức là dựng lại cái xác của Huế, mà cái hồn của Huế phải là thi ca vũ nhạc ở tại Huế. Nếu mà dựng cái xác mà không có cái hồn thì xác không sống được. Mà sau đó thì ông Bô nó chưa có cái biện pháp nào, chưa có một cái tiền bạc cũng như là ngân quỹ nào để mà lo chuyện đó. Rồi khi ông đi về hưu thì tôi lo quá, tôi lo không biết rằng cái xác dựng lại mà cái hồn phiêu bạc nơi đâu. Cho nên gần đây khi mà nói tới chuyện bảo vệ cái di sản phi vật chất, không phải cho Huế không mà cả thế giới, chúng tôi vui mừng lắm. Tôi tham dự trong tháng 6 năm rồi thì ông George Colminas và tôi binh dựng cái chương trình của Huế cạnh với 15 chương trình khác, thì chừng đó chúng tôi thấy rằng đã thành công, thì cái chuyện đó cũng là điều rất vui. Giáo sư, qua những điều mà giáo sư nói đó, thì như vậy là người dân của Việt Nam, dân tộc Việt Nam đó, mình có những cái vốn văn hóa rất là quý, nhưng mà thực sự thì phát huy nó lên đó, thì mình còn hạn chế. Mà có nhiều người nói là chính cái giáo dục của mình, cái nền giáo dục của mình từ ngàn xưa đến nay đấy, như là giáo sư đã biết đó, thì ngày xưa các cụ nhất định là dùng chữ Hán, là không có dùng chữ Nôm, hay là có quốc sử rồi mà Nam sử rồi đó, chỉ có dạy Bắc sử thôi để đi thi, để thi hương thi hỏi, chứ không có dạy Nam sử, cho đến khi người Pháp sang đây thì mới dạy Nam sử. Nếu mà các cụ mà có một quyết tâm chẳng hạn đó là chữ Nôm hay là quốc sử đó mà dạy đấy, thì chắc chắn là văn hóa Việt Nam nó sẽ khác. Bởi vì vậy cái hạn chế như thế đó thì theo giáo sư đó, cái giáo dục của chúng ta phải làm như thế nào so với đối với cái vấn đề chiến lược mà định hình và phát huy văn hóa dân tộc, mà cụ thể chẳng hạn như là nhạc đó, thì theo giáo sư thì có nên chúng ta nên dạy, nên cho học sinh nó từ mẫu giáo nó thưởng thức được cái những cái làn điệu dân ca hoặc là cái nhạc cụ Việt Nam hay không? Chẳng những lúc mẫu giáo mà tôi còn đi xa hơn nữa, tức là cái lúc mà mới tạo cái bào thai, tức là trong đã giáo dục từ trong bào thai. Người Pháp người ta coi là cái education musicale prénatal, tức là trước khi sinh đẻ. Mà chúng tôi đã đưa ra những cái biện pháp từ lâu rồi. Chúng tôi nói rằng cái bệnh mà chúng ta coi thường văn hóa chúng ta, tự ti mặc cảm mà bỏ đi đó, là cái bệnh kinh niên mà nó đã sâu vào trong xã hội. Mà cái bệnh đó không thể trị bằng một cái cách trị chứng, tức là thấy chỗ này sốt cho nó một aspirin cho nó bớt sốt, thấy chỗ này ho cho nó miếng thuốc ho. Nhưng mà cái gì làm cho nó sốt, cái gì làm cho nó ho, phải trị từ căn thì bắt đầu nó mới hết. Mà muốn trị căn nó phải trị toàn diện, mà muốn trị toàn diện là phải đồng bộ, mà muốn đồng bộ là tất cả, từ chính quyền cho tới nhân dân và những người có ý thức, tất cả đều phải đi vào một hướng. Khi nào một bánh xe đó mà có một bánh xe ngưng lại thì cái đoàn xe chưa có thể đi được. Do đó mà chúng tôi đề nghị ra, không phải là chỉ dạy các trường thôi, mà dạy các trường chúng tôi kỳ rồi ở tại hội nghị UNESCO đã đề nghị, tức là đưa vào giáo dục âm nhạc văn hóa trong các trường mẫu giáo và tiểu học, trung học, có khi đi cả tới đại học. Thì điều đó là cái điều vô cùng cần thiết. Nhưng mà tôi nói lại cái chuyện chung là như thế này: trước hết phải lập lại cái tiếng hát ru, là bởi vì tiếng hát ru là bài giáo dục âm nhạc đầu tiên người mẹ truyền sang cho đứa con. Cùng một lúc với dòng sữa nóng bà mẹ đưa vào trong thân thể các con, thì một điệu nhạc dân gian, một bài thơ dân gian cho vào trong tiềm thức của mấy em bé. Nó chưa nhận thức được nhưng mà nó ghi vào trong bộ nhớ đó. Thì lớn lên nó nhớ cánh tay ấm của bà mẹ, nó nhớ dòng sữa nóng của bà mẹ. Thương mẹ bao nhiêu thì thương dân tộc bao nhiêu, thương thi ca dân tộc, thương những làn điệu dân tộc. Nó gắn bó lại. Chứ trong khi đó, khi mà cánh tay ấm bà mẹ bồng con ru, cạnh một bên có một cái đài phát thanh, nó phát vào trong đó đứa bé nó kêu nhớ cánh tay bà mẹ mà nghe thiên ta ra đây thì thiên thì thiên rồi thì lớn lên tôi thương mẹ tôi quá, cái thiên ta ra thì nó nhất định nó thích cái điệu nhạc đó. Cái đó là cái không ngờ bất mà nếu chính quyền để ý giúp đỡ, dân chúng sẵn sàng hưởng ứng, trẻ em sẵn sàng học tập, thầy sẵn sàng dạy, những người nghệ nhân sẵn sàng truyền nghề không giấu,
thì tất cả mấy cái đó hợp lại thành ra một cái sức mạnh. Sức mạnh đó sẽ kéo bao nhiêu sức mạnh bên ngoài, người ta nhìn thấy cái công việc làm của chúng ta thì sẽ có bao nhiêu cơ quan người ta sẽ ủng hộ mình. Chừng đó mình đã đi trước một bước, người ta mới đẩy mình bước sau, chứ không thể ngồi mà chờ đợi trái sung tự nhiên nó rớt vào trong bàn tay của mình để mình ăn. Thì công việc đó chúng ta phải làm, tức là làm sao tìm được cái bản sắc dân tộc, giữ vững bản sắc dân tộc để trang bị cho cái giới thanh niên có được một cái tự hào dân tộc rồi, thì chừng đó sẽ không sợ những cái ảnh hưởng bên ngoài nó đi tới. Chúng ta có miễn dịch, chúng ta có sức đề kháng, thì không có cái dịch nào mà nó làm cho chúng ta lay chuyển. Không khéo thì một cái bệnh thường cũng làm chúng ta ngã gục, huống chi một cái dịch đi tới không có một cái sức đề kháng thì sẽ bị mất. Mà bị mất rồi thì thế hệ thanh niên ngày nay sẽ chịu trách nhiệm đối với lịch sử. Cha ông để lại ngày nay còn được giữ le lói, cái ngọn đuốc đó mà không có cái sức sống của thanh niên thì không thể nào nó bừng cháy được. Mà nó không bừng cháy nó tắt, mà nó tắt là thanh niên ngày nay để cho nó tắt là không có đem cái sức của mình mà dung bồi nó, sẵn sàng đưa tay chấp nhận người bên ngoài. Mà luôn luôn thanh niên cứ quên rằng chúng ta là người Việt Nam, ngôn ngữ văn hóa Việt Nam là chủ của đất nước Việt Nam, thì tất cả ngôn ngữ văn hóa của nước ngoài là khách tới chơi. Khách tới chơi giúp cho chúng ta thêm vui, khách tới chơi đem cái mùa luồng gió mới cho chúng ta. Mà khách tới chơi không thể ở trong nhà chúng ta luôn luôn. Mà thứ nhất, khách đến chơi không bao giờ có quyền đẩy bàn thờ ông bà của chúng ta ra, ngồi giữa để thanh niên quỳ xuống lại. Mà thanh niên bây giờ không khéo đang quỳ xuống mà lại những cái người khách từ bên xa đi tới. Điều đó là điều tôi lo, điều đó là làm cho chúng tôi hết sức là thắc mắc mà buồn. Nghĩ rằng không lẽ thanh niên Việt Nam không có được một cái, không có được một cái ý chí mà biết đó là cái chuyện chơi, không phải là sự thật. Văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam là cơm chúng ta ăn, là nước chúng ta uống. Cái chuyện bên ngoài làm cho chúng ta thích thú cũng giống như ăn miếng ớt cho cay, uống miếng rượu cho cay. Nhưng mà ai lấy ớt thế cơm, ai lấy rượu thế nước? Không thể được. Thì đâu là chánh, đâu là phụ, đâu là chủ, đâu là khách? Nếu biết được phân cái chỗ ngôi thứ như vậy thì chơi 100 lần hát nhạc pop, 100 lần hát nhạc rock không ăn thua gì hết, đó là trò chơi. Căn bản là chúng ta nắm được cái bản sắc dân tộc của chúng ta rồi, thì có khi bản sắc dân tộc chúng ta biến thành ra những cái trò chơi đó, mà trò chơi có tính cách dân tộc Việt Nam. Thì nói đây tôi nói chuyện sơ cho mấy em, có lẽ mấy thanh niên nghe chơi, là mấy em bên phương Tây có hỏi tôi, giáo sư nói rằng ca trù hay quá đi, tinh tinh tang, tinh 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 tang, nhưng mà mấy em bây giờ đâu có thể nào mà trẻ mà ngồi hồng hồng tuyết tuyết mỗi ngày nào chưa biết cái gì chi. Mấy em không đó. Rồi mấy em thích cái gì? Nó mấy em thích nhạc pop. Rồi là nhạc pop mấy em hát là nhạc pop của ai? Nhạc pop của Mỹ. Mấy em là người gì? Người Việt Nam. Người Việt Nam sao hát nhạc pop của Mỹ? Nó bị tại Việt Nam không có pop. Và mấy em thích pop làm sao? Pop là cái gì? Tức là cái sự sáng tạo, tức là tiết tấu, tức là nó không có cái gì gò bó. Trong người mình đưa ra mình muốn hát cái chuyện điện, điều đó mình hát, thì người ta đã tạo như vậy rồi, mình bắt trước. Tại sao mình không tạo ra cái pop Việt Nam? Mấy em nói Việt Nam có pop đâu tạo. Tôi nói, bây giờ mấy em nói, mấy em đánh nhịp đi, tôi hát pop ca trù mấy em nghe. Mấy em nói pop và ca trù thế nào? Mấy em đánh bật nhịp thình lên, tôi làm tinh tinh tang, tinh 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 tang, từng từng tiếng từng tiếng, từ từ từng tưởng tiếng từ từ, các rung ra, tưng tưng tiên tưng tưng tiên tưng tiên tu ti tê tu 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 ti tu tu ti ti tu ti tu ti tu tang tiên tiên tang tình tiên tiên tang. Em nói ôi trời, hay quá, là ca trù mà làm như thế nữa. Nghe sướng quá. Thì tôi nói thì bây giờ mấy em muốn làm như vậy phải nắm ca trù trước, chứ không phải bắt trước. Tôi không muốn mấy em bắt trước, mà tôi không phải nói cái đó để rằng đem ca trù làm pop đâu. Nhưng mà có thể làm pop bằng ca trù. Rồi nó nói vậy, giáo sư nói vậy, rồi còn cái gì nữa? Tôi nói tôi cho nó nghe thôi. Thì hát khách tòn ti đủ ti ta tu tê tu ti tu tê ti ti ti. Mấy em đâu có hát đặng ừ dân làm như mấy em không làm nữa, không làm nữa thì bây giờ mấy em làm gì? Bây giờ cũng vậy, mấy em ra đánh nhịp như thế nè, toàn ti ru ti ta tu te tu ti ru tu ti ti
tầng tiếng tầng ti riêng tiếng thường tiếng tiêu tiếng 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 thường tiếng 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 là hát khách mà tôi biến chuyển theo một cái phong cách mới, tức là gì biết chuyện thì nắm được cái chuyện này làm được chuyện kia, thì dù có chơi đi nữa mình cũng chơi theo phong cách của mình, thì cái đó là một cách để làm ra nó còn giữ được cái bản sắc dân tộc trong mỗi cái chuyện làm, mỗi bước đi, mỗi một cái hình thức. Tôi nói kể cả một cái bước đi, một cái hình dáng con người đi phi được tân, mà khi bước qua bên Pháp là một cô con gái phi được tân đi, cái chân nhón đều truyền hình nó chụp cái đó, nó đây là dáng đi của dân tộc Phi Lực Tân, nó khen vô cùng. Bởi vì cái bằng chân của người Phi Lực Tân cũng như bằng chân người gái Việt Nam, nó mảnh mai, nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, đó là sắc thái của mình. Thì cái bằng chân của người phương Tây nó khác. Rồi mình bắt chước người phương Tây, mình nhón lên, mình đá cao, cái chân mình không dài, cái chân mình không cao, đá cao thì dở khẹt. Trong khi đó mình rùng xuống như mà mình đi theo cái cách của mình, đẹp vô cùng mà không biết đi. Đi cái dáng người Việt Nam rất đẹp, đi cái điệu chèo cũng rất đẹp, đi cái điệu tuồng cũng rất đẹp, cái bàn tay xây ra rất đẹp, bàn tay mình quyển chuyển đưa thế này, người phương Tây không làm được, mà ta làm được như thế này, người ta ô trời, cái bàn tay chúng ta sao, đi như cái lượng sống, mà cái đó là cái múa trong chèo, múa trong Việt Nam, từ ngón tay này xếp qua ngón tay kia, nó đi rất đẹp, mà trong khi đó không chịu đi làm theo những phong cách phương Tây, mà chúng ta luôn luôn thua người phương Tây, bởi vì cơ thể chúng ta không phải cơ thể người phương Tây, môi trường của chúng ta không phải môi trường người phương Tây. Tư tưởng của chúng ta không phải tư tưởng người phương Tây. Thì chúng ta có những cái của chúng ta không chịu làm, bỏ đi mà hấp thụ bên ngoài. Đó là một điều đáng tiếc. Vì vậy, và khi tôi nghe nói có cả một cái ý muốn định hình bản sắc dân tộc, làm sao củng cố bản sắc dân tộc bằng cách truyền đạt lại những cái nguyên tắc cho thế hệ mai sau, là cái điều tôi hết sức vui mừng, mà chúc được các bạn được thành công để đặng mà nắm được cái bản sắc dân tộc Việt Nam, làm sao cho trong mỗi một công cuộc gặp gỡ trên thế giới nói về bản sắc dân tộc, chúng ta có những cái con người đưa ra để mà thể hiện được cái bản sắc dân tộc của người Việt Nam trong mỗi bộ môn nghệ thuật, và cả trong mỗi một cái cuộc thảo luận về lý thuyết cũng như về các nguyên tắc.